Hi. Chào mừng tất cả bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình tiếp tục lại ra vườn nha các bạn đó. Nhưng mà ngày hôm nay mấy anh em mình đã đổi được một cái địa điểm mới rồi. Ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ quay một cái video, đó chính là người cuối cùng còn trụ trên cây xài đó. Người nào mà còn cuối cùng á trụ trên cây xài được, anh sẽ thưởng nóng tại chỗ 500k. Anh Ngáo, anh đưa em trước 500k đi anh ơi. Thì sao vậy Nô? Chẳng này em thắng chắc rồi. Anh với anh Nô, dậy sớm ăn gì? Dậy sớm thì ăn tiền. Trời ơi, Nô này nó chơi lắm á, mà đừng khinh thường á. Em hả? Em một tuần còn được mà. Trời ơi. Mà nhìn kể lại bọc đồ ăn của anh Nô đi. Nhưng mà sáng giờ các bạn, mình đã cho mấy đứa trên tay chỉ có 30k thôi để mua những cái đồ ăn hoặc là thức uống để lên cây sinh tồn mà chảnh nha các bạn. Nếu mà trên cây đó có gì là em cũng ăn hết trơn phải không Nô? Dạ. Đồ. Đó, ngày hôm nay vậy chắc anh sẽ lựa những cái cây nào mà nó có trái cho tụi em ăn ha, đúng không? Ok. Dạ. Ừ. Khô máu luôn. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Con mắt mày đi gì hả Tiến? À, để em kể cho anh nghe nè. Cái vụ gì vậy? Hồi sáng anh kêu em dậy đúng không? Ừ. Em lấy điện thoại em quay TikTok. Trời, mày có quay TikTok nữa hả? Có. Rồi sao? Cái đang buồn ngủ cái rớt điện thoại vô mắt anh. Trời, quay cận cảnh con mắt nó sưng kìa. Chứ không phải anh đấm em bị cụp mắt. Rồi, thì mấy đứa đã có đồ ăn và thức uống trên tay của mình chưa, giơ lên cho các bạn xem coi. Rồi bây giờ là mấy anh em mình được cái địa điểm nào mà mấy anh em mình sẽ thực hiện thử thách ngày hôm nay nè. Rồi, okay. Đó đi mấy đứa, thích chỗ nào? Trời ơi. Nói chung là vườn xài này là rộng mênh mông và bao la luôn nha các bạn. Cho nên mấy anh em mình tha hồ mà đó nha. Trời ơi, xài đúng kìa. Khá, thấy rồi, thấy rồi. Dạ, dạ, dạ. Vườn này đường em nhau. Cái vườn này hả? Dạ. Trời ơi, nhưng mà ở đây có cái hành mà sao mình bay qua bển được, phải đi bọc rồi. Bay luôn đi tâm. Nhau. Trời em nè. Đó, khoan, để anh qua bển trước rồi anh quay mấy đứa qua nha. Anh qua được không? Trời ơi, để anh thử thôi. Từ từ. Chắc chắn là cái này phải không? Dạ. Trời, để mình săn cái quần lên đi các bạn ơi. Anh tin, mày tin là anh làm được không? Dạ không. Ôi, tin. Thằng này cố gắng trừ lương nha nhớ. Rồi, để anh bay qua bển nè, bắt chớn nè. Lót. Từ. Lót cái gì mà lót? Ây da, qua được các bạn ơi. Bây giờ thằng nào qua trước? Tiến. Trời ơi, thằng Tiến là thằng đầu tiên rồi các bạn ơi. Con mắt nó sưng mà nó sung quá. Ok. Vỏ luôn nè. Ok luôn vỏ, té luôn. Rồi tới ai? Chị đi Kha. Ok. Rồi qua luôn đi em ơi. Thằng Nô này. Ơ khoan. Nô em nhắm em qua được không? Còn em bọc đường trước đi Nô. Đơn giản. Trời ơi, đơn giản mà. Dừng lại. Nhảy đi. Lọc. Không mà có gì làm khó đừng Nô chân các bạn ơi. Anh á. Báo không đưa tôi cầm. Rồi. Đưa vô đi vô đây mấy đứa ơi. Đó, thì mấy đứa sẽ lựa đi. Tại vì cái này là một cái clip đó các bạn, mình muốn là mấy đứa nó sẽ có những cái cây mà nó gần nhau để trò chuyện hoặc là chọc phá nhau các bạn, cho nên mình sẽ lựa cái clip này nha. Đây. Đâu trời, xuống cây nè. Rồi bây giờ á mấy đứa sẽ có 30 giây. Ơi, hai đứa làm gì vậy? Chưa gì hết trơn mấy đứa ơi. Chưa gì hết trơn mà nó sung quá à. Ừ. Cái này thì đó đen chưa giao luật gì hết trơn rồi ta. Rồi này mang cái gì luôn hả? Dạ ăn cắp. Trời ơi, vậy chứ mày ăn trái cây rồi này kia ha. Đó, rồi lúc lắm vậy đi chứ. Tiến mày làm gì lên cây gì hả? Em leo lên trước á anh. Trời ơi, đối với anh sẽ có những quy tắc đối với tụi em ha. Là khi mà tụi em ở trên cây á, là tụi em chỉ ở trên cây thôi. Nếu mà có hái á, lỡ em chòm tay hái trái này trái kia để ăn á, mà lỡ té xuống á, là mấy em chính thức bị lỗi nha. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Nhưng mà mấy em á, phải có những cây gần nhau. Đó đúng không? Mỗi người một cây chứ không phải là hai người một cây nha, nhớ chưa? Dạ. Ok, game này đó là game sinh tồn á, cho nên không còn là anh em gì hết trơn á. Dạ. Tương tàn luôn. Ủa trời ơi. Chỉ có một người duy nhất được nhận 500 ngàn thôi. Em hiểu báo chưa? Lèo luôn à. Vậy? Em chơi lèo với Quang này không à. Quang này em chơi lèo với Nô. Rồi bây giờ
anh đếm xong rồi tụi em sẽ có 30 giây. À, không, 1 phút đi, 1 phút để leo, để tìm cho mình một cái cây và leo lên á, ok chưa? Ok. Còn tiếng sao mày hiểu chưa mày? Còn mày đi đâu mà lên đây coi. Rồi bây giờ 1 phút bắt đầu, ai mà qua 1 phút rồi mà còn đứng dưới đất á là thằng đó sẽ bị lỗi nha. Rồi, 5, 4, 3, 2, 1, rồi. Rồi. Ê, nè em nhau. 1 phút bắt đầu đó. Em để ý cây này sáng giờ. Thì leo lên lẹ đi đại ca ơi. Leo. Rồi, rồi thằng này, thằng khá nè. Ủa sao mày lửa cây nắng như kia? Trời ơi, mấy ảnh kịnh cơ. Lẹ lẹ đi, lẹ có 1 phút à. Lên kia là được rồi. Rồi Tiến nó đằng đây nè các bạn ơi. Trời ơi, Tiến mày làm gì đằng đây hả? Em leo lên cây này. Xong lửa mấy cây gần gần thằng khá. Thôi, em phòng thủ rồi. Phòng thủ rồi sao ba? Không để cho tụi nó tấn công đâu. Trời ơi, là thằng giỏ đâu rồi. Ê. Trời giúp ảnh luôn hả? Trời ơi, thằng nó quá mập rồi các bạn, leo lên cây không nổi. Lẹ lên đâu? Lẹ đâu ơi, đâu? Anh xuống dưới thì xong rồi đó. Lẹ lên đi, hết thời gian bây giờ. Còn giỏ thằng đây nè các bạn ơi. Giỏ em xong chưa giỏ? Dạ rồi. Đồ ăn của em đâu rồi? Đây nè anh Ngáo. Trời ơi, ủa sao mày lửa cây gì không có chỗ nằm vậy chân ơi đại ca? Được, em lên trên kia kìa. Trời ơi, ở dưới này thôi, trên kia nắng lắm. Thôi, xíu nữa mình sẽ phát cho mỗi đứa một cái cam để nó quay lại cái quá trình mà nó ở trên cây nha các bạn. Đứa nào á mà kiểu như là thấy người kia mà rớt xuống đất là phải báo cho anh biết liền nha. Dạ ok. Thôi giỏ mày làm gì đã giỏ. Trời ơi giỏ làm gì nè các bạn. Thôi mày hết đồ gì đồ, đồ, đồ chơi hả, làm gì vậy? Em đang lụm nó dưới em lớn đứt cái đá. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Trời ơi. Mí nữa. Mí nữa. Tế cây nè móc lên là đại ca. Cảm ơn em nha. Ừ. Ngọn giết nữa. Thì móc từ từ lên. Cái thằng này. Trời ơi, trời ơi. Ừ. Coi chừng dập mặt nha mày. Kìa. Máu đổ gì đầu kìa ba. Gì vậy? Trên cây kìa ba ơi. Nè, thôi, thể dục ra xa hơn nha. Trời ơi. Nè các bạn ơi. Mày lụm lên từ từ đi. Em đang lụm nè. Kìa kìa hay kìa. Hay kìa. Trời ơi, chết chưa? Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Nhớ ơi, hồi coi chừng nó ói luôn á. Lý giếp gì vậy? Em ngồi em rớt đứt chứ đau đứt quá. Ủa nãy nghe nó thoải mái lắm mà. Rồi được chưa? Rồi rồi, bẻ rồi đó. Ok. Gì vậy? Sao mấy này buổi trưa nắng hay làm mấy cái trò gì tào lao hả các bạn? Chơi lại, chơi lại. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Cái gì vậy khá? Tao thấy dột anh ơi. Rồi rồi, thấy không chịu anh ơi. Trời ơi. Trời. Giờ này làm gì tao phải dột nữa hả? Dạ. Trời ơi, bụi kìa. Rồi, giờ chết luôn rồi. Trời ơi, sao muối nè. Sao muối gì nè khá ơi. Trời ơi. Cái này mà té một cái hầm dưới đây nè khá ơi. Hầm cái dồ nè khá ơi. Gì thầy cô khá anh? Thầy các em ơi. Thôi, lên. Rồi, giờ sao lên chạy? Thôi tự lên đi, cái gì hả? Cái gì nữa vậy? Bộ cái ngày nó muốn hồi sớm hay gì á? Thôi vậy em hồi sớm đi nào. Thôi em là đâu có hồi sớm được. Trời ơi. Rồi rồi, nữa kìa, anh áo nữa kìa. Trời ơi. Thôi chịu thua mấy này luôn các bạn ơi. Có gì báo cho anh biết nha. Ok. Chưa nắng bộ mấy này nó không uống thuốc gì các bạn ơi. Em đi vô đi, đi vòng vòng. Ôi trời, kiến bạn ơi, rồi. Giờ lại đặng khỉa con khá luôn nha các bạn. Trời ơi. Cây nào vậy? Trời ơi, có cây đó. Rồi bạn ơi, giờ mình đã leo lên được cái cây của mình nha. Đây, xung quanh mình nè. Đó. Cũng khá là mát nha các bạn. Trời ơi, mấy nãy khỉa mình hoài các bạn ơi. Giờ mình uống nước nha. Đây, nước mình để đây nè. Ừ, cái bọc mình nó bị lủng ở chỗ này nữa nè các bạn. Đó, đó, đó. Sợ rớt trên nước chết luôn. Mình lấy khéo khéo. Uống nước bạn ơi. Chắc nước quá trời rồi. Tại hơi khó cầm. Mình tay cầm cam, tay cầm chai nước mà. Phải sao không trời. Trời ơi. Uống nước nha các bạn. Đã. Đây cũng khá là mát mẻ các bạn. Không được, không nắng lắm đâu. Giờ mình đẩy chai nước đây nha. Trời ơi, sợ nó rớt quá.
vô rất là không có nước uống đó. Mình review bánh của mình nè các bạn. Đây thì có oxy nè, oxy tôm nè. Cho em chi vậy? Anh còn không có ăn nữa. Thì mì hảo hảo nè các bạn. Mì hảo hảo thôi nè. Hai gói nha. Thêm bịch oxy nữa chứ đâu có gì đâu các bạn. Nhiều đây thì sống người nha. Rồi đó. Rồi cuối tuần. Rồi đó mày ơi. Trời ơi. Rồi con mày bánh dưa luôn rồi. Đàn ơi, nếu không có đồ ăn rồi mà còn vậy nữa. Châu cười của những kẻ chiến thắng. Thôi, giờ nghỉ mệt bạn ơi, nó khẹo mình quá trời rồi. Anh đâu rồi? Nghỉ mệt, gì em? Con gì nằm trên đầu anh kìa. Gì giờ kể nó đi. Giờ gớt có mì buồn quá trời rồi. Ngủ rồi. Ngủ luôn. Rồi các bạn ơi, giờ mình đã lên tới cái cây nha bạn. Rồi giờ mệt lắm các bạn, leo lên hai ba cái cây. Rồi, giờ mình sẽ uống mì qua nha bạn. Rồi. Sao em? Sao gì vậy? Rồi. Ôi, đi đi. Uống nước không? Không. Không kể mày chứ. Lúc nào cái uống nước của mình vậy? Con chạy xì tin làm hoài. Ơi, ấm mày không em? Ấm mày. Oxy hả? Đúng rồi. Ừ. Giờ đã quá bạn ơi. Mình leo lên được tới cây nha các bạn. Để mình uống miếng nước này. Dạ. Tiến sao Tiến? Đã gì hả? Đã gì ha? Để giờ mình phun nước mình uống nha các bạn. Dạ. Đứng lên. Cậy tôi chạy. Anh ta ăn được cái gì? Đúng rồi. Mời các bạn nha. Đã quá. Mày có rồi chứ dễ gì? Dạ. Đó mà hết trơn rồi. Trời ơi, tao đâu biết đâu. Cái dạng này thì cây giống vỏ rồi. Để mình về mình đâu nha các bạn. Diêm. Đó giờ mình ăn bánh mày nha bạn. Giờ đói bụng quá. Gặp mấy thằng này kìa nó. Rồi gặp con nghèo bệnh đó mày đó kìa. Trời ơi. Đây là thằng quen cho hai bạn coi nha. Ừ. Đúng. Đoạn ngon quá. Đó thằng này kia có cái mì. Bây giờ mình sẽ lấy bánh này mình ăn nha các bạn. Ủa mẹ, bánh rồi. Ừ, mày còn không? Tao còn hai bịch nè. Tao còn có cái gì nữa bạn. Đâu mày nè. Mày đợi gì đó, bánh đồ quá. Chỉ có không em. Mày các bạn nha. Ngon quá tiếng rồi. Ngon quá tiếng rồi. Ngon quá đây. Không mày, quay nha. Quay các bạn nha. Vậy bây giờ chiến thuật của mình là ăn hết miếng bánh này xong là mình uống nước xong mình ngủ nha các bạn. Để mình về chỗ này cái. Phải mày chứ. Hả? Chắc chưa? Giờ mình uống miếng nước nha. Mày các bạn nha. Mày có bánh ăn như tao không? À, giờ kia mình đẩy nắp trong nha. Rồi giờ mình làm bánh ghép. Mày các bạn nha. Ngon. Giờ mình nó lên trên cây rồi nha các bạn. Rồi chỗ mình vừa ngồi được mình vừa nằm được nữa. Các bạn thấy gì không? Đây là cái gối của mình nha. Đó. Phải, tao có gối nè. Sao thua được? Anh á, là cậu ăn nhiều lắm nha, tự thua. Dạ sao cứ nu được, nu là em mọi lên cây mà sao. Em kìa, em có chuyện em ngủ mà em ra lọt chứ là em thua đó. Không sao, em kẹp cái giò vô cây được. Đây là bọc đồ ăn của mình nha. Đây, cái gì nước. Đây cái nước uống miếng mới được. Xem nó có cái nước rồi. Đúng rồi, anh mày muốn mày mày ơi. Vậy em đủ sống được một tuần rồi. Phải. Em có kẹp sống một ngày hả? Đây đang làm tay như biết gì tôi không? Nhưng mà chỗ tôi nằm được. Nó vừa mát nữa. Đâu biết anh hả? Đâu biết anh là chuyện bình thường mà tại không muốn đu thôi. Trời ơi, đỡ anh luôn rất 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 bịch mì. Bịch mì mà không mì. Không sao. Nè, tao làm tay du ký cho mày coi. Cái gì vậy trời ơi. Trời ơi. Trời ơi.
Trời, cái gì hoài vậy mày? Tao đang ngủ. Mày tao bay qua mày luôn không? Không, thích mày quay hả? Đây, đụng đất đi. Đây, nhìn đất. Ừ, gì chứ trời. Rồi, đâu, dữ. Thôi, tao ngủ tiếp à. Rồi, dậy. Rồi, dậy. Thôi, dậy, tao đang ngủ đông mà, tao có nghe nó đâu. Ngủ đông đi. Dậy ra rồi. Ra. Rồi bạn ơi, thì nãy giờ mình đi vô nhà, giờ mình ra thăm mấy đứa nha. Rồi đầu tiên là thằng Võ nghe cái xài nè, em sao Võ? Em rất là khỏe, em nằm đây tới chiều cũng được, nằm tới tuần sau cũng được. Ôi, dữ rồi bạn. Còn bánh là em còn sống. Em thấy anh thấy cái chỗ của em á, nó có nắng rồi có ảnh hưởng gì tới em nhiều không? Dạ không, em nằm về đâu có nắng đâu. Rồi em có chơi chiến thuật nào không Võ? Dạ có, chiến thuật của em là uống nước, ăn bánh sao. Trời ơi, uống nước nước người ta quan trọng hơn bánh nữa mà mày uống nước chứ hả mày? Không, em muốn nhấp nhưng mà em khét dữ lắm luôn em mới uống. Trời ơi, ok, gán nha. Dạ. Đây, cái chỗ của Khá bên này nè bạn. Đây, không biết thằng Khá nằm ngủ luôn rồi bạn. Nằm ngủ luôn rồi Khá ơi. Dạ. Khá, làm gì, cái chỗ của em làm gì nắng vậy Khá? Nãy em thấy cây này mát em leo lên hay gì giờ nằm nắng quá trời luôn anh ơi. Trời ơi, rồi sao giờ em nhắm chơi trụ được bao lâu? Dạ cỡ từ đây tới ngày mai anh ơi. Mà em nói anh nghe nè. Gì vậy? Chắc là em thắng anh Nu chắc rồi. Sao hả? Anh Nu đã gớt đi một gói mì rất là giá trị của ảnh rồi. Em sẽ thắng anh chắc. Trời, chưa chắc rồi em ơi, nó còn một bịch oxy với lại một gói mì cho anh á. Dạ. Dán lên nha mày. Dạ không? Dạ. Rồi nãy giờ mày ăn uống gì sao rồi? Dạ hai bánh còn nguyên nước thì đâu lấy nước với bánh cho anh coi ơi. Nước nè anh. Nước. Uống xì tin. Đi này mà uống xì tin. Rồi uống gì? Ăn gì? À, ăn hai bịch khoai tây anh ơi. Có hai bịch hả? Dạ. Rồi nãy giờ mày ăn gì chưa? Dạ chưa. Trời ơi, đây nhịn luôn hả? Dạ. Trời nãy trâu bò với trời gán nha em. Dạ. Rồi tiếp theo là mình sẽ qua vị trí của thằng Ngu nha các bạn. Ngu sao em? À, quá khỏe luôn anh ơi. Đây nằm cho anh ngủ gì vậy? Dạ nghỉ ngơi nè. Trời ơi. Cây lá em nhiều nè anh. Kế bên đầu con nó mát lắm. Trời ơi ok ghế nha em. Dạ. Trời ơi để mình qua thăm là cụ Tiến nha bạn. Đây. Ơi mày làm gì mày? Em đang tập thể dục anh. Trời đó là làm lại ai? À té một cái ha. Dễ vậy anh. Trời ơi bây giờ mình sẽ lên lên review đồ ăn của thằng Tiến sẽ như thế nào nha các bạn. Vậy anh. Cầm cam ơi. Trời ơi anh leo lên chi hả? Leo lên với mày chứ chơi. Tiến coi gì? Rồi bị ăn chật nữa rồi. Rồi thấy công chuyện rồi. Còn ai chơi nước không anh? Anh lên với mày là Tiến ơi. Rồi các bạn ơi thì bây giờ mình đang có mặt trên cái cây xài của thằng Tiến nha bạn. Đó thấy không? Rồi đâu nước của em sao đâu rồi Tiến? Đây nước của em gồm à. Rồi nắp đâu đại ca? Nắp em dục luôn mày. Rồi sao mày còn nước không? Không thấy bánh gì chưa hả? Em là một hồi á là em đi bẻ xài mà. Bẻ xài đâu mà đi? Em leo từ cây này qua cây nọ. Được luôn hả? Được, em khỉ mà. Thôi mày ơi, cái cây một cái cây mà nó cách xa vậy nữa các bạn. Mày nghĩ sao nó leo? Leo mà. Anh biết nó leo qua bằng kiểu gì không anh nhá? Kiểu vậy? Nó nắm từng cái lá nó leo qua. Mày khỉ gì mà nắm từng cái lá? Em tính làm người dơi em bay qua luôn. Đâu đưa miếng nước mới uống nha. Dặn. Trời ơi, nước em còn nhiều không hả? Dạ còn. Ờ giờ là thằng này nó chỉ còn nước thôi nha bạn, nó không còn bánh trái gì hết trơn nha. Hồi nãy là nó ăn đang một ổ bánh mì rồi phải không? Anh Ngáo ơi. Gì hả? Thằng đó là hô đầu tiên rồi đó. Dạ, không có đâu anh Ngáo. Em gán chơi luôn nha Tiến, anh Nu khinh thường em kìa. Em ở đây em tập thể dục, em rèn luyện sức khỏe. Ai đâu như con heo bệnh. Gán lên nha. Dạ. Ai Tiến, ai đâu như áo trắng bệnh ăn xong nằm ngủ kìa. Võ giờ này là nó vô giấc ngủ say mộng của nó rồi nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi xuống chừng nào á mấy đứa nghe nói nè, chừng nào mà có người nào thua cuộc phải báo cho anh biết liền nha. Dạ. Ok bây giờ mình sẽ vô nhà các bạn ơi, chứ hè nắng quá trời luôn rồi. Thôi cầm cái giấm cá mấy, cầm chia sẻ với bạn xíu đi, anh xuống với anh lấy cam. Tiến hét nghe tí. Tiến là thua rồi. Thua đâu mà thua, mấy này anh chọc mình thôi, không có thua, không có dễ gì đâu mà thua. Mà em đâu có đồ ăn đâu mà em nói. Tại vì không có. Đây. Thôi bây giờ mình sẽ đi vô nhà nha bạn. Đợi chừng nào mà có đứa nào thua cuộc là kêu anh nha. Trời ơi. Dạ. Đã nắng rồi mà còn cái áo nữa đây ca. Nực quá anh ơi, em chịu không nổi. Ok. Chị kéo được gì hả? Hồi mà anh nghe em la là biết có thằng thua rồi đó nghe. Ok.
Vỏ là cái đợt cái này các bạn, nó rất là trâu luôn nha. Nó có chỗ của nó nè, nó lựa cái chỗ rất là đã luôn nha bạn. Có chỗ nằm rồi này kia nữa. Em nên giúp nó, em mệt quá ha. Em nên đem tập thể dục luôn nè. À dữ hả? Em tập thể dục cho anh coi. Được luôn hả? Rồi gớt cái chỗ gớt đít của em rồi. Trời ơi. Rồi sao mãi tập thể dục làm sao? Ủa? Lắc gì hả? Gãy cái dính xài rồi đây ca ơi. Gãy luôn nháo em như heo à. Ủa gì vậy? À, thôi à. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Các bạn ơi, nãy giờ nghỉ mệt cũng xong rồi đó. Giờ kiếm gì ăn đây. Chắc lấy bịch oxy ăn với bạn. Đói bụng mày. Đây, lấy bịch oxy ra nha. Gì oxy mát mít gì vậy bạn? Mình cũng không biết luôn. Giờ mình nằm ăn đây. Đây cũng có chỗ nằm nha các bạn. Đó, rồi, đi xếp bánh gà. Đó bạn. Gì nó gớt cục đánh này hả? Nó gớt cục đánh này các bạn ơi. Không biết có lộn được không kìa. Thầy ơi, bịt bánh của tao hả? Gớt dưới đất, còn bịt bánh của anh nu gớt xuống mương rồi kìa. Sao mà lộn được? Anh Ngáo ơi, cứu em. Cái gì mày? Cứu em. Cứu gì? Tự lực anh xin đi. Cái gì vậy? Anh cầm cao giùm em ơi. Cái gì vậy? Để em đi lượm bánh em gớt rồi. Bánh mẹ đâu? Đây nè. Trời, nó làm cái bịch bánh như này nè các bạn, rồi có lượm được không? Ê, nhau coi nó coi chạm đất không nha. Ok. Cái chân nó mà gớt dưới đất một cái là nó thua nha các bạn. Rồi. Chà ca, cố gắng ca. Gần tới rồi, gần tới rồi. Chân nhắn lên nhé ơi. Thì để chân xuống lên đây nè. Dậm lên nè. Chuyện đáng gì vậy? Động đất ơi, động đất cho thua ơi. Động đất đi. Dậm lên cái xài á, rồi cái chân kia lấy, có gì đâu trời. Đè lên cái xài một chân rồi thòng xuống rồi lấy. Thằng này ngu dữ lắm mà. Thằng này nó dở. Rồi nha. Ca hay ca. Rồi lấy được rồi các bạn ơi. Rồi té đó. Té, ok. Gió làm được một bánh rồi các bạn ơi. À bạn ơi. Thôi mất một bánh rồi lại gió thôi. Nó mà gớt dưới cái hầm bên đây một cái là mày thua liền đấy gió ơi. Em rất luôn á. Rồi thôi giữ đi cất đàng hoàng vô nha. Dạ. Cái tay cầm cam hơi khó các bạn. Cho nên nó hơi rung các bạn không cảm nha. Đây tay cầm cam tay xé bánh mà. Đó, lại xé được một bánh rồi nè. Rồi. Ăn nha bạn. Rồi. Mời bạn ăn bánh oxy với mình nha. No, coi nhỏ kìa, no coi nhỏ kìa. Nói kìa bạn. Ngon quá bạn ơi. Chồng tại đứng nhìn luôn kìa. Ừ. Gớt rồi. Này gớt nữa nè. Ăn ngon. Gì đâu? Em hả? Em ăn bánh anh ơi. Đâu, bánh gì vậy? Dạ. Rồi. Ăn bánh Winmart gì nè. Đâu. Rồi. Thấy xuống miếng rồi. Miếng mấy triệu à. Thấy xuống miếng rồi anh. Thôi, không có được. Trời ơi, để mình lên thăm ngu các bạn, lấy chừng đây nè. Ừ, anh nháo lên thăm mình các bạn. Em tự nghe nháo cao đâu. Lắm á. Sao cái này nó khó leo gì vậy? Trời ơi, có kỹ năng như em mới leo được. Bánh ngon quá các bạn ơi. Làm gì đó ngon. Leo lên cây hả? Ừ. Lên đây anh ăn chật em cái gì vậy? Ăn cái gì vậy? Các bạn ơi, mình lên thăm nu nha. Nhớ rồi các bạn. Nu chừng này em thua nu. Em hả? Chắc sao quá anh. Trời ơi, dữ hả? Ừ. Thì lỡ anh làm ngã nước của em sao? Cho miếng nước gì không? Anh mà làm ngã thì anh đền. Chứ cái này là anh làm mà đâu phải em làm đâu đúng không? Bây giờ các bạn, nu chỉ còn có một bánh bịch bánh cay và đó. Với lại một cái gói mì hoàn hảo thôi. Vậy đủ sống mình ơi, chai nước nữa. Đủ sống chưa? Dạ đủ sống. Rồi nu làm gớt gói mì đúng không? Không thôi. Ừ. Còn sống dữ mà. Gớt con mì hảo hảo bạn ơi, buồn quá. Bánh gì anh đâu? Bánh mát anh. Mát là bánh gì? Em cũng không biết, nó ăn đại. Thôi lên ăn ké với mình đó. Lên ăn ké rồi. Em sao rồi anh? Em á, em xuống đây đi cho ăn ké. Thôi. Nghĩ sao đi sinh tồn đem bánh mì các bạn. Ngon hiếu nữa em nhảy xuống dưới đi nu. Anh cho em chai nước.
Thôi không được, cả đứa em không chịu quá. Thôi anh ăn tự nhiên nha, anh xuống nha. Anh trả cho em bên bánh đây. Rồi anh đi làm chứ. Lấy hết luôn nha các bạn, lấy hết không còn đâu. Đã đi qua, đã đi quay cho anh em mình làm hết mà còn ăn ké nữa. Ngon quá. Anh chúc tôi được 500 ngàn nha. Trời, 500 ngàn đứa của em rồi, chúc gì nữa. Ok. Mình xuống nha. Không? Xuống trước nha, ông chồng mình. Anh nha. Thấy anh là không được rồi đó. Nó rỡ anh hoài, nước rồi luôn. Nè, nó gớt lại anh hợp em đó. Rồi rồi. Xuống trước rồi luôn. Rồi anh đi xuống đi. Yêu em lắm á. Rồi đừng quậy em đó. Chứ lên thăm em nữa hay không? Ok, bye bye. Còn nhớ đem chén muối cho em là kiếm xài chấm. Trời ơi, cái xài nè, cái cây của em đâu có xài đâu. Ừ ha. Trời ơi, còn đá không à mày ơi. Anh xuống dưới nha nè. Anh xuống đây à. Anh quậy anh quá các bạn ơi. Giờ nghỉ mệt các bạn ơi. Ăn bánh cũng no nê đó. Còn vài miếng để nhâm nhi từ từ. Rồi, nắng nóng quá các bạn ơi. Giờ là 1 giờ trưa rồi, nắng nóng quá mình ngủ không được luôn á các bạn. Để mình uống miếng nước rồi. Dạ. Ê, anh kia mày làm gì vậy? Ơi, tao đau bụng quá mày ơi. Sao vậy? Sáng ăn bánh mì với nước ngọt đau bụng quá. Rồi, còn chai nước nữa sao mày? Cho mày hả? Ơi, chuẩn bị có đủ rồi vậy các bạn. Không đau bụng ha là tao dành hay nhất luôn rồi. Ừ. Ok, đưa đây mày. Co dùng lắm. Dạ. Mày nhớ mày nghe, xíu tao thắng có 500 ngàn ha, mày đừng có hòng mà kêu tao chia cho mày. Mày đợi tao xíu đây, tao đi vô giọng trước. Ok. Mày nhớ nha. Ủa, em đầu hàng hay gì vậy? Đúng rồi. Thằng ơi, sao đầu hàng rồi? Đau bụng quá luôn rồi. Làm gì đau bụng nội? Hồi sáng ơi, mặn bánh mì uống nước ngọt đau bụng quá. Trời ơi, cái thằng này nó yếu quá bạn ơi. Ê, vậy là mình bớt được một đối thủ rồi các bạn. Trời ơi, sao em biết? Em về đồ ăn nhanh chứ bộ. Trời ơi, anh còn cả chai nước với hai gì mẫu gói mì với một bịch bánh nè em. Ở bạn, giờ mình có nước á, mình uống no mới giữ được. Chứ mà mình ăn no khát nước là thua, mau thua lắm bạn. Giờ chiến thuật của mình là đi ngủ trưa nghe bạn. Đi ngủ trưa mình mới tiết kiệm được nước với đồ ăn đúng không? Giờ là mình còn đâu nửa chai nước á, nửa chai nước lọc bự đó các bạn, với một gói mì, một bịch bánh, nhiều đó là đủ ăn mấy ngày rồi các bạn ơi. Bởi vì giờ mình phải ngủ để tiết kiệm năng lượng nha các bạn. Rồi bye các bạn, mình đi ngủ nha. Các bạn ơi, nãy giờ mình nghỉ ngơi cũng xong rồi đó. Nằm trên đây mỏi lưng quá, giờ xuống đi vòng vòng trên cây nè, đâu xuống được. Anh đó làm gì kìa các bạn? Cá. Em làm gì ha? Em làm gì vậy? Ăn thằng ơi. Chết rồi. Ngồi dậy đi coi chừng té đó. Bụng chân ra, bụng chân ra. Bộ mày này đứng xuống sớm vậy mày ơi. Cứ làm mấy cái trò mà trò mèo gì đó không à. Nếu như mà đâu mình đứng trên cây đó, đứng ngắm phong cảnh vậy thôi. Ở đâu? Vậy em? Lên trên đọt vậy. Thôi, anh lên đọt gãy nhánh hả? Còn nghe đó, em nói diễn xét nó kìa mày. Đó. Trời ơi. Mày ơi, mình nhớ có mày đó. Kìa, có mày mình nằm dưới kìa. Không biết bạn thấy không hả? Ở đâu? Vậy em? Kìa, các bạn kìa các bạn. Đó, ngựa kìa. Đó, chạm đất cái thua này ha. À, giờ mình đứng chơi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, giờ là cũng 4-5 giờ chiều đó mà chưa có đứa nào đầu hàng tiếp theo các bạn, ngoài Tiến chứ á. Thằng Tiến là đầu hàng do bị đau bụng. Mà tới giờ này á, chưa có đứa nào đầu hàng chứ. Công nhận nó sống dai thiệt chứ. Đồ ăn của mình thì giờ còn nhiều đó. Mà sao mấy nãy sống dai thiệt. Hồi sáng á, nó mua đâu hình như là có vài món nước với bánh à. Sao mà sống dai chứ không biết nữa. Giờ mình cũng không biết làm sao nữa. Để đợi coi có thằng nào nó tiếp theo bị lội không nghe các bạn. Hàng này thằng thì ngủ, thằng thì nó nổi đu cây kìa các bạn. Không hiểu luôn. Mình giờ là sức mình cũng gần cạn kiệt rồi đó. Mình mới thức dậy các bạn ơi. Giờ cũng 4-5 giờ chiều rồi. Để mình xé bánh ra mình ăn đi. Rồi. Rồi. À. Mãn ngáo rồi ơi. Ôi. Dạ. Mời các bạn nha. Ừ.
Em còn nói nhiều không? Để mình chất một bánh nha các bạn. Còn chất không em? Còn sung quá bạn ơi. Quay, ê, 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 ê. Chạy, chạy. Chạy ơi. Em biết nữa anh ơi. Vậy là lỗi điểm được một đứa rồi các bạn ơi. Giờ còn mình với nhỏ em luôn nha. Em bị gì vậy á? Em biết nữa này. Bị sao hả? Vừa cái mình bánh nhét vô bọc xong lọt luôn. Thằng ơi, thằng này nó ngủ nó sai ke hay gì nè. Ôi vô hai đồ đi em ơi. Em thằng bị lỗi nữa nghe các bạn. Thôi em tranh thủ em tranh thủ lỗi sớm đi võ ơi. Thôi em đi chơi tới cùng. Tới cùng nữa. Ồ lớp. Thôi vô thay đồ đi cha ơi. Ngủ vậy mà say ke thiệt. Thua mấy này thiệt các bạn. Mình ngủ một xíu nè. Mỗi lần mình ngủ nè, mình ngủ là mình phải ôm cây vậy cho chắc nè các bạn. Không thôi lấy nó gớt xuống dưới làm sao. Em chiến thật của em là không ngủ. Thánh thần ơi, thằng này không ngủ chắc tối nó ngủ tới đâm trâu luôn các bạn. Dài đó bụng quá chắc mình lấy bịch bánh ngăn các bạn ơi. Anh đi góc chút bụi luôn. Gì em? Anh đi góc chút bao. Em nói gì vậy? Trời ơi, em gần giờ thức chơi anh dài quá à. Anh góc chút gì vậy? Thôi kệ đó đi bạn ơi, nói sầm sầm rồi. Giờ mình lấy bánh ngăn nha các bạn. Mình còn có mì với bịch bánh oxy với một ít chai nước nha các bạn. Đó, giờ sẽ bánh ngăn ha. Em ăn gì đi võ? Em ăn giờ anh nói em ơi. Về quầy ăn hồi trưa giờ chắc bịch bánh kia nó hết rồi các bạn. Cái bụng nó tiêu quá hết rồi. Rồi ăn ăn đi em. Đấy dạ nha các bạn. Một tay cầm cam tay cầm bánh hơi khó nha. Còn sớm á mình gớt cái mì mình tức ghê các bạn. Không thôi giờ mồi còn nhiều lắm. Tự nhiên gớt cái mắc một món nè. Bởi vậy buổi trưa mình phải nhịn ăn. Mình ăn chỉ có buổi sáng với buổi chiều thôi. Quá ngồi các bạn. Ăn cái này ăn hết bịch bánh này mình uống nước chắc mình sống được tới ngày mai nữa các bạn. Tại vì bánh oxy các bạn làm bằng bột. Uống nước vô cái căng bụng nó no lắm. Mày xíu đi. Hàng kia bị lỗi cái làm chỗ này nó yên tĩnh ghê luôn bạn. Không còn ồn ào gì chứ. Mình mong là thằng võ đầu hàng sớm nha bạn. Chứ tối mà ở đây á em nhìn xài các bạn mũi nó nhiều lắm. Nó chết coi mình đang ngủ mình té luôn á. Bây giờ mình ăn mì các bạn. Ăn gì vậy? Em mì với nước suối. Sao lạnh lắm em. Ok anh. Tự nhiên không có khá như tiếng là thấy chỗ này yên tĩnh này ha. Đúng rồi anh. Có hai nó ồn ào quá em ơi, nhức đầu. Có ngày tôi ra, không ai ngủ được gì hết. Thì nhau mà, anh ngồi anh ngủ không ăn nó nữa. Cái này mang này xong, em sống được 8 ngày 8 đêm á. Có ngày gần như vậy chứ. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ là buổi chiều rồi, đến 5 giờ chiều rồi mà mới có hai thằng bị lỗi các bạn. Bây giờ vẫn còn là hai thằng, đó là thằng Nu và thằng Võ nha các bạn. Rồi, Võ, dạ. Em còn trụ tới giờ này luôn á em. Dạ. Trời ơi, đây là một cái thành viên á mà trụ tới giờ này là mình cũng rất là kiểu như là tự hào vậy đó luôn các bạn. Chơi game nào cũng thua đậu nhưng mà bây giờ chơi chung kết luôn rồi. Em đang ăn cái gì hả? Em đang ăn mì. Trời ơi, mì không có muối gì chơi đại ca. Kệ, ăn không, uống nước được rồi. Trời ơi, mạo hiểm vậy. Đó, một thành viên đó. Còn thằng Khá với thằng Tiến á, đây. Ông nội này tới Khá làm gì hả? Làm gì em? Em mới té thôi. Té? Trời ơi, anh biết rồi mà, anh cũng có coi là cái đoạn đó rồi. Trời, ngủ xe ke gì á. Buồn hết nhau. Mất 500 ngàn. Còn bánh luôn nè, còn nước luôn không em? Ghế muốn hết rồi. Trời ơi, cho chị Tiến còn 5 như gà xíu rồi lụm lên nha cha. Dạ. Ok. Rồi bây giờ tới qua thằng Nu các bạn. Nu, buổi chiều này em ăn gì Nu? Nay em ăn oxy tôm nha anh. Trời, có giường té xuống đi nha cô. Trời, té đỡ. Trời. Anh thấy em sống dài không? Giờ còn nhiều đồ ăn lắm. Trời ơi, thằng Nu còn quá trời là nhiều đồ ăn như vậy. Cái sức của nó mà các bạn, nó có thể sinh tồn đến tối luôn á. Xem ra. Ăn ngày mai luôn á. Trời ơi. Chữ ơi Nu. Nói chung thì 500 ngàn của mình đâu phải dễ lấy đâu các bạn. Thằng chỗ muốn lấy cũng còn khó mà. Làm gì hoài đây ca. Thằng ơi. Khen Võ với anh Nu nhớ rồi. Trời. Ăn kìa, ngon không? Ăn ngon. Trời ơi. Uống nước lọc nữa. Rồi ăn xong rồi uống cho nở ra. Rồi tối mũi thì sao em? Em lên tuốt trên lọt em nằm. Trời. Dữ hả? Có lắm. Nguồn sống của tao.
Ôi trời. Trời kìa, nhìn nó ăn ngon miệng chứ kìa. Vừa ăn vừa cầm máy quay luôn nè. Quá đã rồi, mấy đứa gắng sinh tồn nha. Thôi bây giờ nói chung là bây giờ là thì không chưa có thằng nào mà chịu nhường thằng nào chứ các bạn ơi. Thôi cầm anh không? Để anh lên với em anh không? Gì đó em nữa. Đúng rồi, cầm ơi. Em còn không tới, dáng cao nữa. Nhau là chắc ảnh ăn ké mình nữa các bạn ơi. Sớm đang ké mình bịch rồi giờ có ăn nữa chứ. Mình thua sớm quá bạn. Kìa kìa ông leo lên kìa bạn. Lên tự tự ơi, cũng em bé. Lao nữa cầm anh mượn rồi. Anh lên đây làm gì anh nhau? Trời ơi, bây giờ cái cảnh trên đây có trời. Nó làm cái gì á? Thằng đó nó tới hoài rồi. Bây giờ mình đang lên cái cây của thằng Nu các bạn. Đây. Giờ đây là cu Nu. Ừ, chào bạn nha. Chừng nào em có thể thua, em có thể cho anh biết không Nu? Cái gì anh? Chừng nào em thua? Em thua hả? Chắc ngày mai á. Tại vì Nu còn bịch bánh nè các bạn. Ngày mai còn gói mì với chai nước nữa. Ăn gói mì chắc thua rồi đó. Thằng Nu còn gói mì nữa các bạn. Thế nè. Cái mì bên đây nè các bạn thấy không? Tối nó có thể ăn được nha. Ê anh còn... anh coi chừng ghế chai nước nghe cái bọc nó lủng lắm đó. Còn nữa chai nước, mà cái bọc nó lủng nè các bạn. Còn có mì dưới nữa của nó nữa các bạn. Nó làm gớt ở dưới không thôi là nó cũng trâu bò lắm các bạn ơi. Ngu nè. Thằng Ngu này nó biết cái cách mà sử dụng đồng tiền mà chia đồ ăn nha các bạn. Đúng à, cái bụng gì là phải hiểu biết nhiều về đồ ăn ha. Đúng rồi anh. Trời ơi ăn kìa. Em có thể chia cho thằng nhỏ 50-50 được không? Làm sao? Chia gì anh? Chia phần thưởng cho anh thằng 250. Không bao giờ. Trời không bao giờ chia luôn hả? Tại em nói chị với nó hồi sáng rồi, em nói gì? Nhường anh đi võ rồi. Không thèm nhường luôn, nói em nhường anh chi? Trời vậy đâu có nhường nó chi được anh. Trời bây giờ là hai anh em đi xong xét với nhau luôn hả? Ừ. Rồi tới tối thì sao? Tối thì ngủ qua đêm thôi anh. Trời ơi, có 500 ngàn mà mấy thằng bay chơi khô máu luôn hả? Chứ sao trời, 500 ngàn luôn đó. Thằng Nu này là một cái thí sinh mà mình không thể đánh giá mà thấp được các bạn. Cái gì ha? Chào cái đất em cả. Trời ơi. Em chào trên gớt xuống chung với em. Đây mất xa hả? Đừng cố chọt em. Anh mà nhận dễ thử anh đi mua trà sữa đồ cho em uống nha. Okay. Trời ơi trời. Anh nhớ nha. Đừng có cho anh gì không? Anh hả? Anh là người tạo ra hứa hết mà cho làm chi? Tao lắc cái cây này đó mày cho không? À, cho. Anh lắc em lọt hẹn cái. Vậy thì anh xuống nha Nu. Nói chung thì cái chỗ của Nu quá là tuyệt vời các bạn, quá là lý tưởng. Cái cây này các bạn có thể là nằm nè, nằm chỗ mình đứng nè các bạn thấy không? Đó. Em giữa lưng đã lắm anh nhá. Trời, đã lắm luôn hả? Con xíu mỏi nữa. Trời ơi. Nói chung thì hàng bay gán solo kill với nhau đi nha. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha bạn. Bây giờ cũng khoảng là 5 giờ mấy chiều rồi các bạn. Hai thằng nó chưa có thằng nào mà bại hết trơn á. Vẫn còn kiên cường mà chiến đấu với nhau luôn các bạn. Kìa thằng kia em thấy hết nước rồi kìa anh nháo. Hết nước hay gì vậy? Đó mình nói thiệt với bạn, game này là nó chơi quyết tâm không bạn. Nó chơi khô máu luôn á. Rồi bạn ơi, mình mới ăn xong bịch oxy nè. Giờ khát nước quá, xuống dưới lấy chai nước uống nha. Một tay cầm cam, một tay leo hơi khó nha các bạn. Bởi vậy phải cẩn thận, ở trên đây cao lắm. Đấy, bịch gác vô đây, mình có thế mình leo xuống nha. Trời ơi. Nè các bạn, mình cho các bạn coi nè. Thì khá là cao nha. Đang làm gì anh Nu? Anh hả? Anh đang leo xuống em ơi. Tay cầm cam, tay leo xuống khó không chết nè. Rồi, xuống được các bạn ơi. Hai. Ok. Giờ lấy chai nước uống nha các bạn. Khát nước lắm rồi. Ăn bánh nước khô cũng hỏng quá. Rồi, giờ lấy chai nước nha. Ok. Giờ mở nước uống nha các bạn. Ăn bánh nãy giờ khát nước quá. Mát thiệt các bạn, đã thiệt. Gói bánh rồi anh Nu ơi. Em làm gì hả? Gói bánh rồi. Thằng ơi cái thằng này. Giờ chiều gần chiều tối nha các bạn. Thằng này nó sống dai vậy các bạn. Mình ngồi tới giờ này luôn mà nó chưa chịu lỗi nữa. Không biết nào lỗi nữa.
trời ơi. Mình là người cuối cùng trên cái xài với bạn. Để mình xuống mình coi anh có xài không nha. Ơi, vụ gì đó trời. Anh uống này uống miếng nước kìa nè. Cái anh trượt chân, anh bay như xong luôn. Trời ơi, sao không luôn, có sao không luôn. Trời ơi, mà tự nhiên em đang uống nước cái trượt chân té luôn. Trời ơi, dạ. Vậy là, chỉ là anh chỗ là người chí ăn trong cái clip lần này của mình rồi các bạn ơi. Yeah. mở túi ra, mở túi ra. Sao anh không? Không sao đâu em ơi, tại ở dưới anh té chỗ. 500 ngàn dành cho. 500 ngàn cho em nha. Em thấy anh nôn tự nhiên thua kỳ quá à. Giờ em chia dánh 50-50 nha. Thì thôi thấy anh tội nghiệp hay gì hay sao? Dạ, chứ tự nhiên này uống nước mà thua kỳ quá à. Tại sao mày thương ảnh hay gì? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mày có thương anh không? Trả tiền tao anh. Trả tiền nó nhanh. Ê, tao tự nhiên nhích một cái là mày tới số với tao luôn. Bây giờ á, vậy là thằng Nu, thằng Nu té các bạn, mình cũng thấy thương cho Nu nữa, nhờ, tiếc cho Nu quá ha. Dạ. Thì bây giờ nhỏ chấp nhận chia ha 50% cho Nu, và nhỏ giữ lại 50% là hơi hai đứa 250 ngàn. Dạ. Một đứa ok không? Ô nghe nghe. Thấy gì chưa? Đây. Trời ơi, hung nước cái đây, hung nước. Trời ơi. Mai mốt có chọi gì hắn á, anh còn sẽ chia cho em phân nửa. Cá khóc luôn bây giờ kìa. Cá cũng té nữa mà không được chia tiền nè. Đúng rồi anh. Thôi mày cho nó ăn đi trà sữa mày. À, để suy nghĩ lại đi em ơi. Nhớ nó khỏe anh em không. Thì video của mình đến đây cũng kết thúc rồi bạn ơi. Nếu bạn thích video này thì cho mấy anh em mình xem đăng ký, like, chung, ủng hộ kênh Nhớ TV của mình sớm đạt được 700.000 người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye.